Sáng ngày 29 tháng 5, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, 39 Nguyễn Văn Dân, quận Hà Đông, Hà Nội, tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2024. Tới với ngày hội, hàng nghìn sinh viên đã được tiếp cận với doanh nghiệp lĩnh vực y dược để tìm kiếm cơ hội việc làm. Ngày hội Việc làm là hoạt động thường niên nhằm thực hiện mục tiêu, chủ trương chiến lược của nhà trường trong định hướng nghề nghiệp, nâng cao năng lực, giới thiệu việc làm cho sinh viên, tiếp tục tăng cường hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và các cơ sở y tế theo phương châm cùng đồng hành, cùng phát triển. Đây là cầu nối giúp sinh viên có cơ hội tiếp xúc, tăng cường năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm đúng chuyên ngành đào tạo tại các doanh nghiệp, cơ sở y tế uy tín. Với ngày hội này thì nhà trường đã tạo cầu nối để cho sinh viên y dược bọn em được tiếp cận với các doanh nghiệp ạ. Các doanh nghiệp đã định hướng cho bọn em các công việc để sau này ra trường để bọn em được ổn định hơn và dễ tìm kiếm việc làm hơn ạ, và phù hợp với ngành y dược của bọn em ạ. Em thấy có rất nhiều doanh nghiệp đang tạo chúng ta rất nhiều điều kiện để mình có một công việc làm ổn định và một cái thu nhập cũng là gọi là ổn định để mình lo trong cuộc sống và gia đình của mình sau này. Cách apply hồ sơ của các doanh nghiệp, ví dụ là về ngành dược bọn em đi, là có đầu tiên là về trình độ giao tiếp với khách hàng, mình phải hiểu được tâm lý của người tiêu dùng, tâm lý thị trường và cách tư vấn các mặt hàng cho họ. Cảm thấy là cơ hội việc làm cũng gọi là rất khó khăn khi mà đối với những sinh viên ra trường như là bọn em thì bên họ cũng, nếu mà tuyển dụng thì cũng là khá là có 2-3 yêu cầu. Đầu tiên là về khả năng mà mình mà giao tiếp, thứ hai là về tư vấn, và thứ ba là môi trường hoạt động phải năng nổ và sáng tạo trong đó, và có một ít chút tư duy về kinh doanh. Ngày hội việc làm năm 2024 thu hút sự tham gia của 27 doanh nghiệp lĩnh vực y dược, mang lại hàng ngàn cơ hội việc làm cho sinh viên. Chia sẻ tại ngày hội, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Trường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, thông qua ngày hội, chúng tôi mong muốn hoạt động liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp được đẩy mạnh hơn nữa để tăng cường tính ứng dụng của chương trình đào tạo, nắm bắt kịp thời và tốt nhất nhu cầu thực tế của người học và tiêu chí tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Lãnh đạo nhà trường cũng mong muốn các em sinh viên tìm hiểu thị trường lao động thông qua việc lắng nghe, tiếp xúc và tìm hiểu sâu hơn nhu cầu của nhà tuyển dụng, từ đó định hướng cho mình con đường nghề nghiệp trong tương lai. Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông là cơ sở đào tạo có uy tín trong khu vực về nguồn nhân lực y tế cho thủ đô và cả nước tiến tới hội nhập quốc tế. Kể từ khi thành lập, nhà trường luôn chú trọng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Mục tiêu lâu dài và bền vững của nhà trường là xây dựng hình ảnh sinh viên HDMC năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm.